Điểm tin si biết. Dương Dương ngầu lời, chị lợi tư giản dị, Lợi Dĩnh khoe sắc, mỹ nữ khóc nhè hóa bạch y tiến tử. Tháng 3 đã bắt đầu với những hình ảnh mới của dàn sao si biết. Hôm nay cả chị Lợi Dĩnh, La Chat, chị lợi tư hay Dương Dương đều có ảnh mới. Bên cạnh đó, bộ phim Bảy Kiếp Không May đã tung poster chính thức siêu đẹp mắt. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Dương Dương ngầu lời trên tạp chí Lợi Dĩnh xinh đẹp ăn đất hội 9X. Tạp chí WSC tháng 3 2022 có gương mặt trang biển ở nam diễn viên Dương Dương. Trong bộ ảnh vừa ngầu lại thoát ẩn thoát hiện, Dương Dương khiến fan phải xoa nổ mắt để có thể ngắm nhìn anh chàng. Vẫn nét đẹp trai nam tính, Dương Dương quả là cực phẩm của dàn nam thần si biết. Sáng nay, phòng làm việc của chị Lợi Dĩnh đã tung bộ ảnh mới mừng tháng 3. Nhan sắc của nữ diễn viên làm người ta phải trầm trồ vì quá xinh đẹp. Độ sang chảnh yêu kiểu của Lợi Dĩnh cũng tăng lên khá nhiều, so với đàn em 9X vẫn cứ trẻ trung không kém là bao. Một vài hình ảnh tạo dáng với chú chó trắng trông cũng rất ấm áp và đáng yêu. Thật không biết đây có phải tiểu mao cầu, chú chó do Lợi Dĩnh nuôi hay không. Nếu không thì đây là tình yêu mới của hậu trường chụp ảnh của Lợi Dĩnh rồi. Còn được Na Chat hôm qua cũng tham dự một buổi live stream nhãn hàng, cô nàng diện đồ hồng, make up tông hồng xinh xắn. Với vẻ ngoài vạn người mê của nàng mỹ nữ Tân Cương, dù cho cả người đắp màu hồng cũng chẳng thấy sến, trái lại còn siêu ngọt ngào. Thời gian này, chị Lợi Tư vẫn đang trong đoàn phim Hậu Lãng. Gần nhất, hình ảnh cô nàng ăn mặc giản dị, còn đang nhai bánh trên đường đi làm đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bảy Kiếp Không May tung poster chính thức Trung Hàn Lương nick ảnh phim mới. Sau lễ khai máy, Bảy Kiếp Không May hôm nay chính thức tung poster của nam nữ chính. Dương Siêu Việt có vẻ rất dễ bắt đôi, khi đứng chung với ai cũng tạo nên chemistry cực mạnh. Cô nàng bên Đinh Vũ Hề trong Bảy Kiếp Không May cũng siêu đẹp đôi, tạo hình của cả hai cũng vô cùng đẹp mắt. Một trong số những poster khiến cộng đồng mạng chú ý nhất chính là tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề ở Bảy Kiếp Không May. Anh chàng trông khá điển trai, Dương Siêu Việt thì ngây thơ đơn thuần với nguyên bộ trắng. Có người còn khen cô đẹp như bạch y tiên nữ. Nhìn chung đây là bộ phim có phần nhìn rất đáng mong chờ. Trung Hà Lương gần đây bị lộ mặt xuống sắc, đậm tuổi. Âu cũng là lẽ thường tình vì dù sao nam diễn viên cũng đã 47 tuổi rồi. Thế nhưng trong loạt ảnh chụp lén từ phim trường Khuynh Thành Diệp Thanh Hoa, Trung Hà Lương trông vẫn rất phong độ, tạo hình tân lang diên hỉ phục cũng không thể chê vào đâu được, dù ảnh có chất lượng khá thấp. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.